Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng B hatchback. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và cái điều đặc biệt ở chiếc xe này là nó mới lăn bánh được có 3.8 km thôi quý vị bạn nhé. Chuẩn 3.8 km, chúng tôi cam kết đồng hồ chuẩn, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Và thưa với quý vị các bạn, với chiếc xe này thì vẫn còn đang có một cái voucher 5 triệu nữa sửa chữa bảo hành, dịch vụ bảo hành tại hãng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà sửa chữa chiếc xe này tại hãng vẫn đang được sử dụng chiếc voucher 5 triệu đấy nữa quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Hyundai Accent 2013 này tuy là sản xuất từ năm 2013, tính đến nay thì mới sử dụng được 9 năm sử dụng, nhưng chiếc xe này mới lăn bánh được 3.8 km thôi. Thực sự là rất là hiếm, rất là ít những chiếc xe chạy ít như thế này. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Thật là hiếm có trên thị trường. Bởi cái phân khúc này thì rất nhiều xe chạy sử dụng dịch vụ chạy taxi, chạy dịch vụ quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 377 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent 2013 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent 2013 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Hyundai Accent 2013 này quý vị và các bạn nhé. Tuy là sản xuất từ năm 2013, tính ra đến nay sử dụng cũng đã được đến 9 năm rồi, nhưng chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Bên ngoài rất là đẹp, không có xước sát gì cả, màu trắng. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, chạy rất là ít với 3.8 km thôi quý vị các bạn ạ. Chỉ 3.8 km và đồng hồ này chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Phần đầu xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led, đèn daylight này, đèn gầm đầy đủ cả rồi. Và đặc biệt nó còn rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Chúng tôi cam kết thứ nhất là chiếc xe này không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết nhé. Xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu được tích hợp xi nhan trên gương này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đèn pha bi xenon, đèn led, đèn gầm đầy đủ cả rồi. Và đặc biệt là bộ la răng còn rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Đấy, bộ la răng còn rất là đẹp. Và kể cả cái dàn lốp này cũng còn rất là mới. Dàn lốp này là chủ xe cũng đã thay rồi. Với 3.8 nhưng chủ xe đã thay rồi, vì chiếc xe này sản xuất năm 2013. Tính ra là đến nay đã tuổi thọ của lốp thì nhiều rồi, nhưng chiếc xe thì chạy rất là ít, cho nên là chủ xe vừa mới thay cả một cái dàn lốp rất là mới, rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Đấy, tuổi thọ của lốp hết thôi chứ còn lốp còn rất là dày, rất là đẹp, nhưng chủ xe cũng đã thay rồi. Đấy, rất là đẹp. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý vị và các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị cảm biến lùi, camera lùi. Camera lùi này là chủ xe lắp thêm màn hình Android, lắp cả camera lùi và camera hành trình, camera trước luôn đấy quý vị nhé. Xe cũng đã được trang bị đèn phanh trên cao. Đây là cái đèn phanh trên cao này, cụm đèn hậu rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái cụm đèn này chưa có bị nứt vỡ hay là xước sát gì quý vị bạn nhé. Rất là đẹp. Về cái phần ngoại thất này thì rất là đẹp rồi quý vị bạn ạ. Sau 9 năm sử dụng nhưng chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ.
Hyundai Accent phiên bản 1.4 số tự động, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Về cái phần ngoại thất của xe rất là đẹp rồi quý vị bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đây là những cái phần keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ còn nguyên bản hết. Chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Tắp bi cánh cửa còn rất là mới này. Phải nói là chiếc xe này thì rất là hiếm có trên thị trường đấy ạ. Vì từ 2013 mà mới lăn bánh được có 3,8 vạn thì trên thị trường không có nhiều đâu ạ. Tất cả là còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, từ những cái vô lăng này rất là đẹp quý vị bạn nhé. Vô lăng này được chủ xe bọc cho nên là còn rất là mới này. Đấy, vô lăng này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Nội thất da quý vị bạn nhé, xe cũng đã được trang bị nội thất da này. Ốc bản lề này còn nguyên, còn rất là đẹp. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, thì hôm nay là tôi đem lên tôi quay luôn nhé. Chưa có dọn, chưa có rửa, chưa có làm bất kỳ một cái gì hết ạ. Đấy, đây là cái thẻ nhắc bảo dưỡng đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chủ xe làm tất cả trong hãng hết nhé. Có đầy đủ lịch sử trong hãng này. Chủ xe mới thay dầu ở đồng hồ công tơ mét là 3,4 vạn. Và đã hẹn tiếp theo là 3,9 vạn thì chiếc xe này mới chạy được 3,8 vạn thôi quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng chắc là có quan hệ ở trong hãng, cho nên là vẫn đang có một voucher đến 5 triệu đồng cho quý vị các bạn có sửa chữa bảo dưỡng, thay thế phụ tùng thì là vẫn còn cái voucher cho chiếc xe này 5 triệu đồng tại hãng quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Cánh cửa phía sau cũng như vậy ạ. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản hết nhé. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên cơ. Đấy, chiếc xe này thì rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn này. Đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất này. Táp bi cửa này đều rất là đẹp. Chúng tôi mua về là chiếc xe này còn chưa phải rửa cơ quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất da này, nội thất da màu này, nếu như bây giờ mà đánh dọn rửa đi thì nó không khác gì mới quý vị bạn ạ. Đấy, nội thất này nó chỉ bẩn thôi này. Những cái này là bẩn nhá. Chúng tôi mua về là chưa có dọn một tí nào cả. Đấy, những vết bẩn ở trên xe này thôi. Nếu như dọn dẹp đi nó sẽ hết ạ. Đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ bước lên xe để mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm về những cái phần option cũng như là về những cái xem cái độ mới của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn bật cái chìa khóa lên cho quý vị bạn cùng xem cái đã nào. Đấy, tôi đã nổ máy rồi quý vị bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn ạ. Chiếc xe lăn bánh được đúng 3,8635 km nhá quý vị bạn ạ. Đồng hồ này là chúng tôi cam kết nguyên zin và chuẩn đấy ạ. Đấy, những chiếc xe mà chúng tôi tua đồng hồ thì chúng tôi không bao giờ chúng tôi dám cam kết đồng hồ nguyên zin quý vị các bạn ạ. Đấy, tại vì là check để ra đồng hồ này nó cũng rất là dễ thôi, vào hãng check cái là ra thôi quý vị bạn nhé. Đấy, vô lăng thì rất là đẹp đấy quý vị bạn nhé. Đấy, vô lăng này với 3,8 vạn thì cái vô lăng này rất là mới đây này, mà chủ xe lại còn bọc nữa cho nên là cái vô lăng nó còn nguyên bản và còn mới như này đây ạ. Đấy, rất là mới. Từ vô lăng cho đến cần số cũng vậy quý vị các bạn nhé. Đấy, cần số này còn nguyên này, chưa có dọn dẹp, nó chỉ hơi bẩn một chút thôi này. Đấy. Và đặc biệt thì quý vị và các bạn nhìn đây thì quý vị bạn thấy được là chủ xe cũng đã độ lên cái màn hình Android, màn hình OLED rất là xịn đây quý vị bạn nhé. Giải trí đa phương tiện đây này. Đấy, màn hình rất là xịn. Đấy, đây là cái màn hình Android mà chủ xe đã độ lên. Và cái màn hình này tích hợp cả camera hành trình đây quý vị bạn này. Đấy, có cả camera hành trình xem được cả video ở trên này quý vị bạn nhé. Hay còn gọi là vệ sĩ lái xe đấy. Đấy, camera rất là nét này quý vị bạn thấy không? Nó chỉ hơi bóng nắng thôi chứ còn là camera rất là nét đấy quý vị bạn nhé. Camera ở trên cái màn hình này. Đấy, phải nói là rất là xịn quý vị các bạn ạ. Đấy, cái màn hình rất là xịn rồi. Và phía bên trên thì quý vị bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị cửa sổ trời hay còn gọi là cửa nóc đấy ạ. Đấy, cửa sổ trời hay còn gọi là cửa nóc cũng auto một chạm nhá. Bấm một chạm là mở này. Đấy. Và một chạm là đóng này. Đấy, tất cả còn hoạt động rất là tốt, còn nguyên, còn zin, còn đẹp hết quý vị bạn nhé. Một chiếc xe 2013 mà đẹp và mới như này đây quý vị bạn ạ, rất là hiếm có trên thị trường Việt Nam nha. Tại vì ở cái phân khúc này thì phần lớn phải đến 80% là chạy dịch vụ quý vị các bạn ạ. Đấy, ở cái phân khúc này
thì phần lớn là chạy dịch vụ quý vị bạn nhé. Đấy. Và cái màn hình Android này chủ xe độ lại nhưng vẫn giữ nguyên cái bộ màn hình nguyên bản đang để đằng sau xe đấy. Để nếu như quý vị bạn nào không thích màn hình độ, thích về nguyên bản cho xe thì cũng rất đơn giản thôi quý vị bạn nhé. Đấy, đã có để đằng sau rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cánh cửa sau hay còn gọi là cốp sau đấy quý vị bạn nhé. Xem xe cũ chúng ta nên xem và cái phần đầu phần đuôi kỹ hơn ạ. Đấy, vì rất là hay đâm đầu đâm đuôi nhé. Đây, chiếc xe này là ốc cốp sau còn nguyên bản này. Keo chỉ cốp sau này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả từ keo chỉ này đến ốc cốp sau là còn nguyên bản, chưa có một cái vết tháo nào cả. Đấy, và phía sau này còn rất là đẹp đấy nhé quý vị bạn nhé. Đấy, chưa có bị xước sát gì nhiều đâu, vì chiếc xe này là chủ xe không chạy dịch vụ, chứ còn với những chiếc xe chạy dịch vụ thì những cái phần nhựa này nó xước sát hết rồi, còn những cái này là do bẩn thôi này quý vị bạn này. Chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi nhé. Và đây là cái can dầu mà chủ xe, đấy, chủ xe thay dầu ở hãng luôn đây này. Đấy, và khi là thay dầu thì thường là nó sẽ thừa lại một ít thì chủ xe lại vứt ở trên cốp này đấy. Và đây là cái đầu nguyên bản theo xe đây này. Đấy, chúng tôi mua về cũng chưa có dọn đâu, nó vẫn còn bẩn này. Đấy, cái đầu nguyên bản theo xe nhé. Đấy, bạt biết các thứ đây, đồ của chủ xe một số thứ vẫn còn lại một số đồ này là của tôi. Đấy là về cái phần cốp sau. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái phần cánh cửa sau bên phụ quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa sau bên phụ này còn nguyên bản này. Táp bi cửa này. Đấy, rất là mới, chưa có bị xước sát, chưa có bị mài mòn gì cả, tại vì chiếc xe này lăn bánh rất là ít. Đấy, với những chiếc xe chạy dịch vụ nhiều thì những cái phần này nó xước sát hết rồi, mà cái này còn rất là mới đấy ạ. Ốc bản lề cánh cửa sau này còn nguyên luôn đấy quý vị bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này từ nội thất ra này rất là mới, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía trước này, keo chỉ của cánh cửa là còn nguyên hết đây quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, thì những cái keo chỉ này nó còn nguyên bản là điều đương nhiên. Ốc bản lề cũng chưa bị tháo này. Đây là cái ốc bản lề của cái cánh cửa phía sau. Nội thất da của cái ghế da bên phụ đây quý vị bạn này. Nội thất da bên phụ còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất da này. Táp lô rất là mới luôn quý vị bạn ạ. Nỉ trần cũng rất là sạch sẽ đây quý vị bạn nhé. Đấy, toàn bộ về những cái phần nỉ trần này, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đẹp như này rồi đấy quý vị bạn nhé. Với những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì không bao giờ còn đẹp được như này đâu. Xe gia đình nhưng với chiếc xe này thì chạy cũng rất là ít, kể cả so với những chiếc xe gia đình. Với một chiếc xe sau 9 năm sử dụng và ngoại thất còn đẹp như thế vậy và nội thất cũng mới như vậy rồi, thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Sau 9 năm sử dụng với 3.8 nó như thế nào. Thì trước tiên tôi vẫn mời quý vị và bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo trước đã. Đây là cái ốc cabo. Ốc cabo này là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé, chưa có vết tháo này, từ ốc chân cabo này. Đấy, ốc chân cabo cho đến ốc tai này đều nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Và keo chỉ cabo, đây là cái phần keo chỉ của cabo còn nguyên đây quý vị bạn này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Ốc chân cabo này, ốc chân cabo là còn nguyên hết đây quý vị bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết đấy, từ những con ốc này đều còn nguyên bản này. Đấy. Chính vì những chiếc xe mà đời sâu mà chất lượng nó còn tốt còn đẹp như này, chúng tôi mua về là chúng tôi cũng không có dọn dẹp gì nữa quý vị bạn nhé, để cho nó nguyên bản. Đấy, để cho nó chất thật sự luôn quý vị bạn nhé. Chứ bây giờ nếu như dọn dẹp đi nó rất là mới thì lại quý vị và các bạn cho là chúng tôi dọn lại, chúng tôi làm lại thì nó mới mới được như thế. Cho nên chúng tôi để nguyên bản cho nó mộc mạc, mua về như nào là tôi để nguyên như vậy đấy quý vị bạn xem. Với cái động cơ
từ năm 2013 nhưng mới lăn bánh được 3,8 vạn, nó còn đẹp còn mới như này đây quý vị bạn nhé. Đấy, và chúng tôi để nguyên kể cả những cái vết bẩn này do những con chuột nó đi lên nó để lại vết chân chuột này. Đây là chúng tôi cũng để nguyên, chúng tôi không có lau, không có dọn gì cả. Và đây là cái ốc chân máy quý vị bạn nhé. Ốc chân máy còn nguyên bản này, ốc mặt máy cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ. Răng giàn cò còn nguyên hết luôn quý vị bạn ạ. Cái động cơ này là chúng tôi cam kết với quý vị bạn, nó còn nguyên bản hết, chưa có một cái vết tháo nào cả, chưa có làm gì luôn quý vị bạn nhé. Đấy, vì mới có 3,8 vạn thôi, còn mới còn đẹp như này đấy ạ. Về cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và bạn, thứ nhất là không bị ngập nước, không bị tai nạn, còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Phải nói là khá hiếm mới có một chiếc xe 2013 mà nó còn mới còn đẹp như thế này đấy ạ. Chỉ có ở những phân khúc xe sang thì mới có được, còn những cái phân khúc hạng B này thì phần lớn là chạy dịch vụ, cho nên là những chiếc xe chạy từ 2013 đến bây giờ thì chạy khá là nhiều rồi quý vị bạn nhé. Để mà tìm một chiếc xe mà chạy vài vạn như thế này thì rất là ít đấy ạ. Đấy. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu hết với quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Accent 2013 này rồi quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi đang bán với giá là 377 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2013 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905608883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.